Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cơ thể bạn nói gì. Tôi là Thanh Vân và rất vui được đồng hành cùng với các bạn vào chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV2. Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với nhau về những vấn đề của cơ thể, những vấn đề về sức khỏe và cùng nhau tìm ra những giải pháp để có thể bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của chính mình cũng như là những người thân ở trong gia đình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề mà cả xã hội bận rộn hiện nay đang rất là quan tâm. Như các bạn cũng biết thì với thời đại hiện đại, có vẻ như con người càng ngày càng có ít thời gian dành cho chính mình, càng ngày càng có ít thời gian để vận động cũng như là tập thể dục. Vì vậy nên tình trạng béo phì càng ngày càng trở nên một nỗi lo ngại chung cho tất cả mọi người. Và nếu như mà chúng ta giảm cân không đúng cách thì chúng ta sẽ có thể gặp phải những hậu quả không tốt về sức khỏe. Vì vậy nên ngày hôm nay, thấu hiểu được nhu cầu của chị em, chương trình sẽ chia sẻ một số những phương pháp giảm cân giúp cho chị em có thể có được sự tự tin cũng như là có được sự hiệu quả và an toàn tại nhà. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề mang tên Bật mí phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả từ những thảo dược thiên nhiên. Chúng tôi có mời đến trường quay sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Thanh Vân, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Vâng ạ, xin chào bác sĩ Lâm ạ. Và chúng ta còn có một nhân vật khách mời nữa, đó là bạn Thu Yến, năm nay 29 tuổi. Xin chào bạn. Dạ vâng, chào MC Thanh Vân, chào bác sĩ Lâm và chào khán giả của chương trình ạ. Ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi đến số hotline của chương trình để có thể hỏi về những vấn đề mà các bạn đang quan tâm. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Theo các chuyên gia dinh dưỡng về thể hình, chế độ ăn uống chiếm 70% khả năng giảm cân thành công, một nhân tố chủ chốt mang tính quyết định. Đối với phụ nữ, trung bình mỗi ngày cần 2.000 calo để duy trì thể trạng, còn nếu đáp ứng nhu cầu giảm cân thì nên cắt lượng calo hàng ngày xuống khoảng 1.500. Tuy nhiên, chị em cũng cần lưu ý không nên tự ý giảm calo xuống mức dưới 1.200 nếu không có chỉ định của chuyên gia. Theo các nghiên cứu, 7.000 calo tương đương với 1 kg. Có nhiều phương pháp để giảm cân, thế nhưng để đảm bảo sức khỏe, chị em nên kết hợp ăn uống, luyện tập và bổ sung thực phẩm từ các thảo dược thiên nhiên có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề chính thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Thu Yến để xem câu chuyện mà ngày hôm nay bạn Thu Yến mang đến cho khán giả là gì. Thưa bác sĩ, hôm nay thì em rất là vui vì đã có mặt ở đây để muốn là bác sĩ sẽ tư vấn cho em cái phương pháp nào để giảm cân an toàn và hiệu quả. Bởi vì thực sự là trước đây thì lúc mà thời con gái thì cân nặng của em nó cũng chỉ sắp xỉ khoảng tầm 45 đến 47 cân là cùng ạ. Chiều cao của em là cao 1m50, nhưng mà sau khi sinh ấy thì tự nhiên là cái cân nặng của em nó không kiểm soát được. Và em cũng đã cố thử rất là nhiều cái phương pháp để giảm cân, kiêng tinh bột các thứ nhưng mà em thấy không hiệu quả. Em đã cũng cố gắng là tập luyện hàng ngày ấy, nhưng mà thực sự công việc rất là bận rộn, không có thời gian để mà tập nhiều thì nó lại trở lại cái cân nặng bình thường. Và bây giờ thì rất là tự ti bởi vì mỡ bụng. Nhìn em như này thôi nhưng mà cái phần dưới thì nó sồ ra, không dám mặc cái váy body, những cái váy sexy quyến rũ nữa thì thực sự cũng rất là... Đi đâu thì ngại với bạn bè lắm, mọi người thì mặc những cái đầm rất là đẹp. Em cũng mong là bác sĩ có thể tư vấn cho em một cái phương pháp nào mà nó an toàn và hiệu quả. Liệu là cái chiều cao và cân nặng của em thì có nằm ở trong cái thể béo phì không ạ? Thì với cái chiều cao của bạn là 1m50 thì chúng ta có thể tính nhanh cái cân nặng nên có của bạn là bằng số lẻ chiều cao nhân với 0,9 chứ là 5945. Tức là như thời con gái bạn 45, 47 cân như vậy là rất đẹp rồi. Thế nhưng mà bây giờ bạn những 58 cân như vậy thì bạn đã thừa khoảng chục cân rồi. Cái điều này rất đáng lo ngại. Thực ra thì nó không phải là chúng ta nhìn cái cân nặng dư thừa mà đấy là cái tiềm ẩn của tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường. Thậm chí ung thư cũng gia tăng ở cái người thừa cân béo phì. Và bạn đã áp dụng một số cái phương pháp giảm cân nhưng mà không thành công. Thì tôi nghĩ rằng để mà giảm cân thì chúng ta phải hiểu rằng cái kiểm soát chế độ ăn là quan trọng nhất. Nó đóng góp thành công phải trên 50% của các cái phương pháp giảm cân. Thì ở đây để giảm cân mà an toàn thì bạn phải ăn một chế độ ăn thấp năng lượng, vẫn phải đảm bảo chất lượng của cái bữa ăn, tức là chúng ta vẫn phải đủ đạm này, đủ các axit amin, đủ các cái axit béo không lo cần thiết, giống như các bạn hay nghe là omega 3, omega 6, omega 9 á, nó phải có đủ trong chế độ ăn. Rồi các vitamin khoáng chất bạn vẫn phải đảm bảo đủ trong chế độ ăn, chỉ trừ năng lượng thôi. Năng lượng là phải ăn thấp hơn so với bình thường. Ví dụ ngay cả tinh bột, bạn ăn cơm nhiều cũng béo. Những cái món nhiều chất béo, xào, rán, rồi nướng, rồi chúng ta ăn bánh kẹo ngọt, nước ngọt. Thế thì bên cạnh chế độ ăn chúng ta phải kiểm soát và thấp năng lượng và đảm bảo chất lượng thì các bạn phải tăng cường
phải tăng cường vận động thể lực cũng để hỗ trợ giảm cân, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể áp dụng các cái kinh nghiệm của dân gian rồi y học cổ truyền, chúng ta dùng các thảo dược thiên nhiên ấy, nó cũng hỗ trợ một phần để chúng ta giảm cân hiệu quả hơn ạ. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng béo phì và thừa cân? Nguyên nhân trước hết đấy là do chế độ ăn. Chúng ta trong một thời gian dài chúng ta ăn chế độ ăn dư thừa, rồi những cái nghề nghiệp, chúng ta thấy những nghề nghiệp ngồi tĩnh tại, ví dụ những cán bộ văn phòng như bạn Thu Yến này, là ví dụ cán bộ ngân hàng này, rồi những người làm các công tác hành chính, người ta ít đi lại, ít vận động thì dẫn đến cũng góp phần thừa cân béo phì. Và ở đây đặc biệt là chế độ ăn, chúng ta lại ăn những cái món rất là nhiều năng lượng, ví dụ như là thịt béo này, những món xào rán, cái món mà nhiều đường ngọt. Và ngoài ra thì tôi nghĩ rằng một số các cái nguyên nhân liên quan đến bệnh, ví dụ như là một số người phải dùng thuốc, ví dụ có corticoid, nó cũng làm cho tăng cường chuyển hóa và làm cũng dễ thừa cân béo phì. Hay một số các cái thuốc mà nó làm cho cơ thể giữ nước nhiều, nó cũng chúng ta cũng bị tăng cân. Vâng. Ngày nay thì có rất là nhiều chị em vì có cái mong muốn giảm cân nhanh chóng cho nên là quyết định là sẽ mua những cái loại giảm cân thần tốc ạ. Hệ quả là các bạn ấy sẽ bị chóng mặt và hoa mắt. Sau vài ngày thì cân nặng có giảm, thế nhưng mà có rất là nhiều những cái tác dụng phụ. Thế thì theo bác sĩ tình trạng này là như thế nào, và nếu mà chúng ta tiếp tục sử dụng những cái loại giảm cân cấp tốc như vậy thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì ạ? Chúng ta lại chỉ có uống một ít nước thôi, ăn một cái khẩu phần rất ít năng lượng. Ví dụ một ngày các bạn chỉ uống nước chanh, nước mía có khi chỉ cung cấp khoảng xung quanh 400-500 kilocalo, tức là quá ít so với cái chuyển hóa cơ bản, dẫn đến các bạn sẽ bị hạ đường máu, hạ huyết áp, nhiều bạn hoa mắt, chóng mặt, có khi xỉu tại cơ quan. Các bạn còn dùng các cái thuốc nhuận tràng làm cho chúng ta bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài liên tục thì làm cho cơ thể vừa mất nước này, vừa mất các chất dinh dưỡng, chứ không phải chúng ta mất khối mỡ của cơ thể đâu, mà lúc đấy các bạn gọi là suy sụp cơ thể, mà khi chúng ta ăn trở lại thì cái khối mỡ nó vẫn còn. Em cũng rất là may mắn vì là cũng chưa dùng những cái phương pháp mà thần tốc, thì em cũng mới chỉ sử dụng những cái loại nước để tốc thôi ạ. Và ngoài ra là em cũng có cả ăn chay trường, một thời gian là em ăn chay trường khoảng tầm 2 tháng ạ. Thì em cũng không biết là nếu mà em ăn kiêng và chay trường thời gian thường xuyên và lâu dài như thế thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? Thực ra thì chúng ta thấy ăn chay trường nó cũng có những ưu điểm và có nhược điểm. Chúng tôi làm dinh dưỡng, chúng tôi cũng không khuyến khích cái ăn chay trường, bởi vì ăn chay trường thì chúng ta cũng thiếu các cái đạm chuẩn, là axit amin nó có nhiều từ thức ăn động vật, ví dụ như thịt cá, trứng sữa. Thế thì khi chúng ta ăn chay trường thì tôi khuyên là chúng ta ăn gọi là ăn chay bán phần thôi. Thế còn các bạn có thể nên uống sữa, ăn thêm trứng để đảm bảo đủ các cái axit amin cần thiết. Những người ăn chay thì lại hay bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Ví dụ chúng ta sẽ thiếu máu, thiếu sắt này, thiếu kẽm này, thiếu có thể thiếu canxi nữa. Và ở đây thì tôi thấy ra cái người ăn chay thì hay ăn cái món đường bột nhiều, và có khi lại ăn cái món rán nhiều. Như vậy thì cũng làm cho chúng ta bị thừa năng lượng. Rồi ăn đường bột nhiều thì cũng có thể làm cho cái đường máu tăng, cũng là một trong những nguyên nhân bị đái tháo đường type 2. Tôi khuyên là ăn chay bán phần, và bạn nên bổ sung thêm viên đa vi chất dinh dưỡng nữa thì bạn có thể đỡ bị thiếu chất dinh dưỡng hơn ạ. Ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã được tìm hiểu rất là nhiều về khái niệm, nguyên nhân cũng như là những phương pháp giảm cân hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một đoạn tiểu phẩm ngắn mà chúng tôi đã chuẩn bị sau đây. Ô chị Liên, đi đâu đấy? Đi đâu sang chảnh thế mà đi vào đây? Chắc là chỉ có một mình cô đến được cái nơi sang chảnh như này. Khổ quá, em không có ý thế. Ý em muốn nói là chị đi đâu mà ăn mặc sang chảnh mà lại đi đến đây. Này, có tí đây là. Có tí đây. Tin lắm cơ ấy. Này, tôi có tí gì tin. Này, đứng đây à, để đợi bồ đúng không? Không, em định là gọi cái xe taxi đi về vào đây ngó mấy cái bộ quần áo cứ đẹp quá nhưng mà thấy có vẻ hơi đắt. Tôi thấy dạo này cô thay đổi nhiều lắm nhá. Này đẹp, ngon. Chị thấy dáng chuẩn. Em ok hơn chưa đúng không? Rất ok. Ngày trước khi gặp chị ấy, bụng phòi phèo lắm. Nhưng bây giờ này, có bí quyết đấy. Ôi dồi ôi, sao là mặc áo mưa nhở? Tập giữa mùa hè nhở? Xong rồi lăn lên lộn xuống nhở? Eo chị nhớ cái thời gian chị em mình làm việc với nhau. Tôi thấy cô khổ sở vì giảm cân. Đấy. Này thế bây giờ này, có bí quyết gì? Em có bí quyết. Nhìn chị này, lại phì phò ta rồi. Em chỉ cần dùng đúng một loại sản phẩm thôi. Vâng. Nhưng mà không phải nhịn ăn. Không, nó đơn giản lắm, chị trà đây đem cho chị xem. Trà hoa thảo dược bao gồm các thành phần như hoa hòe, hoa quất, hoa chanh, lá sen, trà xanh và thảo quyết minh. Ôi trời ơi, toàn những tinh túy nào thì các loại hoa thế làm sao mà không tốt. Nổ địa chỉ cho chị luôn, thực hành cần luôn. Cần gì phải nổ địa chỉ,
Lát em nhắn tin chuyển sang. Chị về luôn không? Về cùng em. Tôi chở cô về luôn. Thế á? Thế để em hủy taxi. Đỡ phải mất tiền taxi. Ok. À này, ăn trưa luôn rồi hãy về. À vâng đi. À, thưa bác sĩ, ở cái tình huống vừa rồi thì các nhân vật của chúng tôi có nhắc đến các loại thảo dược như là hoa hòe, hoa quất, hoa chanh, lá sen, trà xanh, thảo quyết minh. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích cụ thể các cái tác dụng của những thảo dược này đối với việc giảm cân đúng không ạ? Đây cũng là cái thảo dược thiên nhiên, nó cũng gần gũi với người dân Việt Nam. Điển hình là tôi nghĩ như là lá sen. Nó có tác dụng trước hết đấy là an thần, giúp cho chúng ta giảm được cái tình trạng rối loạn lipid máu hay gọi là mỡ máu cao đấy, tăng cường cái đốt cháy chất béo dự trữ trong cơ thể. Thế còn cái phần trà xanh, chúng ta biết rằng trong trà xanh cũng có cái chất chống oxy hóa và cũng góp phần để mà giảm cái tình trạng gọi là mỡ máu cao, thải được bớt là mỡ ứ đọng trong gan, mỡ trong máu, chúng ta giảm được các cái biến cố về tim mạch rồi là gan nhiễm mỡ, và cũng góp phần tăng cường chuyển hóa cái chất béo trong cơ thể để giúp cho giảm cân. Hay thảo quyết minh thì chúng ta biết rằng đây cũng là một cái gọi là thảo dược mà cũng được dùng rất nhiều trong các cái bài thuốc như là làm cho mắt sáng, hạ huyết áp, rồi làm cho mát gan. Và bên cạnh đó thì thảo quyết minh cũng có những cái yếu tố chống oxy hóa để bất hoạt các cái gốc tự do, để giúp cho cái tế bào chúng ta trẻ hơn, có cả tế bào thành mạch, thì cũng giúp được giảm cái tình trạng mỡ máu cao và thải bớt các cái chất mỡ dư thừa trong máu và giúp chúng ta giảm cân. Thế còn các cái loại hoa như hoa quất, hoa chanh cũng giàu các cái chất chống oxy hóa từ thiên nhiên, trẻ hóa của tế bào để chúng ta cũng đỡ bị lão hóa, cho cái làn da cũng trẻ hơn. Khi mà giảm cân thì thường cái làn da nó bị xấu đi, bởi vì chúng ta ăn ít đi rồi thì cái da nó cũng sạm đi, thì chính những cái yếu tố này nó giúp cho cái da của chúng ta nó không bị lão hóa và giúp được cái làn da trẻ trung hơn. Thưa bác sĩ, qua tìm hiểu thì có thể thấy là các cái thành phần thảo dược vừa rồi nó đều nằm trong trà thảo dược Li Detox. Vậy thì cái sản phẩm này có giảm cân an toàn không? Và bác sĩ có thể cho biết là trà giảm cân Li Detox có những cái ưu điểm gì vượt trội so với những cái loại giảm cân thông thường không ạ? Tôi thấy sản phẩm còn có một cái nổi bật nữa, đó là giàu các chất chống oxy hóa. Ở đây là glutathione, là chất chống oxy hóa rất là mạnh, thì nó sẽ giúp cho chúng ta khi giảm cân nhưng mà cái da của chúng ta vẫn giữ được đẹp, tươi sáng, rồi nó giúp cho chống được chảy xệ. Hay là trong đó chúng ta thấy còn có các cái vitamin cùng với glutathione, nó giúp chống oxy hóa và chúng ta sau quá trình giảm cân thì các bạn dáng đã đẹp, lại da cũng đẹp, như vậy là tốt hơn và đã được cái sự cấp phép của Bộ Y tế, như vậy thì chúng ta sử dụng rất là yên tâm. Và cái đối tượng sử dụng thì tôi nghĩ rằng cho những cái người mà muốn giảm cân để giảm mỡ máu cao, hay những người có gan nhiễm mỡ, thanh lọc cơ thể, rồi những người mà cảm giác nóng trong rồi mụn nhọt thì uống cũng vẫn tốt ạ. Việc sử dụng trà giảm cân thì các bạn phải có sự tư vấn của các bác sĩ. Lúc đấy thì có thể là đo cân nặng, chiều cao, rồi xét nghiệm các chỉ số sinh hóa trong máu nữa, ví dụ đường máu, mỡ máu, để rồi axit uric trong máu các bạn có vấn đề gì không, để rồi chức năng thận có bình thường không, để chúng ta áp dụng sử dụng cho nó an toàn và đúng mức độ, theo cái mức độ thừa cân béo phì của mình. Ví dụ càng béo thì chúng ta dùng cái liều nó phải cao hơn. Và bên cạnh cái sử dụng trà giảm cân từ thảo mộc thiên nhiên thì tôi nghĩ rằng bạn vẫn phải áp dụng kiểm soát chế độ ăn để mà giảm cân hiệu quả và tăng cường hoạt động thể lực ít nhất là 1 tiếng một ngày, thì tôi nghĩ mới có thể góp phần để chúng ta giảm cân cái bền vững được. Mặc dù là trà thảo dược nhưng mà chắc là không phải là ai cũng có thể uống được đúng không ạ? Và bác sĩ có thể nói rõ hơn về những cái người mà không nên sử dụng loại trà thảo dược này không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng những cái người mà chức năng, nhất là chức năng thận không bình thường, tức là không đào thải được lượng nước bình thường, không đào thải được các cái khoáng chất như là kali, natri bình thường, thì rất là phải cân nhắc khi sử dụng. Rồi phụ nữ mà đang mang thai thì chúng ta cũng không nên sử dụng. Ngoài việc sử dụng sản phẩm từ thảo dược thì bác sĩ có lời khuyên nào để cho các chị em mong muốn được ngăn ngừa tình trạng thừa cân cũng như là áp dụng những cái phương pháp giảm cân hiệu quả và an toàn khác không ạ? Tôi nghĩ rằng ngoài sử dụng cái trà thảo dược thì các bạn vẫn phải kết hợp kiểm soát chế độ ăn và tăng cường vận động
thể dục thể thao. Thì đây là ba cái giải pháp chúng ta phải kết hợp đồng bộ với nhau thì chúng ta mới có thể đạt hiệu quả được. Hay ngay cả khi các bạn đã giảm cân được rồi, thành công rồi, chúng ta cũng vẫn có thể dùng cái trà giảm cân tự nhiên này chúng ta uống để nó gọi là thanh lọc cơ thể, hay là giảm được cái tình trạng mỡ máu cao rồi gan nhiễm mỡ, như vậy chúng ta dự phòng thì cũng rất là tốt ạ. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta đã có được những lời khuyên rất là hữu ích từ bác sĩ Lâm đến từ Viện Dinh dưỡng, cũng như là những chia sẻ rất là chân tình từ bạn Thu Yến. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình Cơ thể bạn nói gì tuần này đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì xin chào. Hiện nay có không ít những dịch vụ giảm cân, hút mỡ, giảm béo. Tuy nhiên, những phương pháp sử dụng tới dao kéo thường sẽ để lại những biến chứng khó lường dành cho người dùng. Vì vậy, nhiều người như chị Yến đã lựa chọn sản phẩm trà giảm cân với các thành phần thảo dược. Sau khi được bác sĩ tư vấn thì tôi đã lựa chọn sản phẩm trà giảm cân thảo dược. Cái sản phẩm mà tôi lựa chọn thì có thành phần từ thiên nhiên như là hoa hòe, hoa quất, hoa chanh, lá sen, trà xanh và thảo quyết minh. Thì tôi sử dụng được khoảng một tuần thì tôi thấy là cơ thể bắt đầu thấy nhẹ nhõm hẳn và thấy khỏe khoắn lắm, không bị nặng nề đâu. Và tôi thì vẫn ăn uống bình thường, không phải kiêng khem gì cả. Thì tôi thấy là cái sản phẩm này thì cũng rất là an toàn nữa. Và tôi dùng được khoảng 2 tuần thì tôi thấy là mình giảm được 1 cân. Cái hôm mà lên cân thì đo chính xác được giảm được 1 cân 2 lạng. Thì tôi rất là hài lòng với cái kết quả này. Và chắc chắn là tôi sẽ sử dụng sản phẩm như một sản phẩm để bổ sung hàng ngày cho cơ thể. Bên cạnh việc sử dụng trà thảo dược giảm cân, hàng ngày chị Yến còn kết hợp với chế độ dinh dưỡng và luyện tập phù hợp. Nhờ những điều này mà cuộc sống của chị không còn phải lo lắng về những khoảng mỡ dư thừa. Mặt khác, chị đã tự tin hơn khi đi làm và gặp gỡ, giao lưu bên ngoài xã hội.